Ở đây mình có một đoạn video như thế này. Rồi giờ mình sẽ làm hiệu ứng chú thích diện tích cho cái khu này bằng cái hiệu ứng là cái chữ số tăng dần ở đầu, như ở đầu video mình giới thiệu đấy, trong phần mềm Adobe After Effects nha. Rồi giờ mình bắt đầu nè. Tại đây chọn công cụ test và click lên màn hình để ghi một cái test. Ở đây mình ghi, trước tiên mình sẽ ghi số 0 trước nha. Đấy, mình ghi số 0. Rồi bên này chọn font cho nó. Mình chọn font này luôn, màu chữ là chọn ở đây. Ok. Tăng kích thước to nhỏ cho nó ở vị trí này. Tiếp theo, trong mục Effect and Reset, tìm Effect Slider. Slider Control, kéo thả vào layer test của mình. Tương tự ở dưới này, sổ cái layer test xuống, sổ cái mũi tên ở này xuống. Sau đó sổ cái mục test xuống, ở cái mục sụt test nè. Đấy. Sau đó sổ cái mục effect xuống luôn. Sổ cái slider control xuống, ở cái mục slider. Rồi, nhấn giữ phím Alt và click chuột vào cái đồng hồ này để mở cái khung ghi chương trình. Đấy. Rồi, nhấn giữ Alt và click chuột vào để mở cái khung nhập lệnh. Sau đó ở đây mình sẽ kéo cái thanh link này xuống, kéo cái vòng tròn cái chữ A cộng này nè, kéo nhấn giữ vào và kéo và thả vào cái slider. Đấy, nó sẽ link cái slider lên này. Rồi ok, click về màn trống. Rồi giờ mình để ý nè, mình tăng cái slider lên nè, mình nhấn giữ chuột vào đây, mình kéo sang phải để mình tăng lên nè, thì cái số nó sẽ tăng dần lên. Đấy, mình giảm là cái số nó sẽ giảm. Rồi ok nha. Đấy, bạn để ý cái này, sau khi mình link xuống á, thì cái slider này nè, mình để số bao nhiêu thì trên này nó nhảy bao nhiêu. Ví dụ mình kéo lên 290 nó nhảy 290 nè. Nhưng mà mình để cái số thập phân ở phía sau á, thì nó không được nha, nó chưa hiện ra. Ví dụ mình để 290,54 đi. Đấy, thì nó hiện ra nè. Đấy, ok. Đấy, nhưng mà lúc bạn kéo á, thì nó không bị nhảy cái số phía sau. Đấy, cái số phía sau nó không nhảy, nó chỉ hiện ra thôi. Đấy, nó nhảy rất là khó chịu luôn. Đấy. Nên giờ mình phải thêm vào một cái dòng lệnh nữa. Vào cái ô, cái khung viết lệnh chỗ này mình click chuột vào, mình sẽ ghi thêm là chỗ này mình ghi thêm là chấm value nha. Đấy, mình ghi value, nó sẽ ra cái chữ value ở đây nè. Đấy, click vào, đúp chuột vào chọn. Rồi sau đó chấm tiếp, mình ghi là to fixer. Đây, to fixer, đây mình ghi chữ to, nó sẽ ra cái to fixer nè. Cái này nó, trong cái dấu ngoặc này nè, mình sẽ thêm, mình cần lấy mấy chữ số thập phân ở phía sau á, thì nó sẽ thêm mấy chữ số thập phân phía sau. Ví dụ ở đây mình cần lấy hai số thập phân phía sau, thì mình đánh số 2 phía này. Đấy, nó sẽ giữ cho mình hai số thập phân phía sau. Giờ mình chỉ việc mình kéo thôi, nó sẽ giữ cái to fixer này là 2. Đấy, rồi ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tăng từ 0 lên 500 mấy này nha, lên một cái số bất kỳ mà mình muốn ghi vào. Rồi bây giờ mình sẽ key cho nó chạy từ 0 lên một cái con số bất kỳ mà bạn muốn thôi. Rồi mình sẽ kéo đến vị trí mà cái lô đất này nó zoom lên nè. Đấy. Rồi ở vị trí này thì mình sẽ bắt đầu cái slider đây, mình sẽ nhấn vào cái đồng hồ ở đây, tạo một cái key ở đây. Rồi ở chỗ này mình sẽ đánh vào 0, mình sẽ cho nó chạy từ 0 lên. Đấy, nó là 0.00 nè. Nó giữ hai chữ số thập phân phía sau đấy. Rồi cái diện tích mình mong muốn là mình kéo một ít thời gian, một ít mình kéo ra sau một ít. Rồi cái diện tích mình mong muốn là cho là 225 hecta đi, 225,47 hecta đi. Rồi ok. Đấy thì nó sẽ ghi chỗ này 225,47. Giờ mình kéo ra sau nè, mình nhấn phím cách để mình chạy review nè. Đấy, bạn thấy nó tăng lên không? Đấy, nó tạo ra một cái hiệu ứng tăng số lên. Nếu mình muốn nó chạy chậm hơn á, thì mình kéo cái này ra xa dần nè. Đấy, giờ mình chạy nó sẽ chạy chậm hơn. Còn mình muốn nó chạy nhanh, mình kéo nó gần vào. Đấy. Rồi, ok. Ở đây thì mình có thể thêm một vài cái ký tự nữa để chú thích cho nó nè. Ví dụ ở phía sau này nè, mình nhấn chuột vào mình ghi nè. Mình muốn ghi thêm một cái đơn vị hecta ở phía sau á, thì mình nhấn chuột vào mình ghi dấu cộng ở đây. Đấy. Mình sẽ cắt đi, sau đó mình ghi dấu cộng này, mình cắt ra.
Sau đó mình nhấn vào dấu ngoặc kép này. Đấy, mở dấu ngoặc kép ra. Nó sẽ mở hai dấu ngoặc kép, mình sẽ nhấn vào giữa hai dấu kép này, mình ghi là hecta, đơn vị là ha nha. Đấy, nó sẽ thêm cái ha sau này. Rồi, ở phía trước này mình muốn ghi là tổng diện tích là bao nhiêu ha, thì mình ghi tương tự đó thôi, mình cộng một cái ký tự nữa thôi. Ở đây mình sẽ ghi thêm ở phía trước này. Đấy, ở phía trước này mình chọn ở phía trước này, mình cắt ra. Đấy, sau đó mình sẽ ghi dấu cộng này. Sau đó mình sẽ cắt tiếp ở trước. Ở trước mình sẽ thêm một dấu ngoặc kép này. Đấy, chỗ này mình sẽ ghi vào là tổng diện tích nha. Rồi, dấu hai chấm. Ok, ở chỗ này thì bạn thấy cái tổng diện tích chỗ này nó sát này, nó thiếu một cái khoảng trắng, nên là mình sẽ thêm vào một cái khoảng trắng nữa. Mình nhấn dấu cộng ở đây nè, mình thêm một dấu ngoặc kép. Rồi ở chính giữa dấu ngoặc kép mình sẽ nhấn phím cách để mình tạo cái khoảng trắng ở đây. Đấy, ok, nó sẽ cách để ở đây. Đấy, mình đánh sao trên đây vậy. Thì bạn có thể đánh y chang như mình, hoặc là bạn có thể copy cái dòng này. Cái dòng này mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Bạn copy và bạn dán vào thôi. Sau đó bạn thay đổi những cái nội dung ở đây thôi. Đấy. Rồi ok, giờ mình cùng xem lại. Ok, giờ mình thu nhỏ nó lại thôi. Mình chọn cái test của mình, nhấn phím S mở thuộc tính scale này. Sau đó scale nó nhỏ lại. Đấy, kéo nó nhỏ lại. Rồi mình nhấn chuột và mình kéo nó qua bên góc bên này thôi. Nhấn nhỏ lại xíu nữa. Rồi mình để tầm 38 đi. Ok. Rồi, ở đây mình sẽ nhấn, mình sẽ cho nó cái hiệu ứng hiện ra nha. Trước hết mình nhấn phím T để mở thuộc tính Opacity nè. Đấy. Rồi, ngay khi cái lô này nó vừa zoom lên thì mình sẽ cho nó hiện ra luôn. Chỗ này mình Opacity, mình tạo một cái key. Chỗ này mình kéo về 0% cho nó mất hết. Kéo tới đây. Chỗ này mình kéo lên 100%. Ok. Ok, giờ mình sẽ có một cái hiệu ứng hiện ra như thế này. Rồi, giờ mình cùng xem lại toàn bộ video thôi. Nhấn phím cách để chạy review này. Rồi, ok. Rồi thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn hiệu ứng chữ số tăng dần ở trong Adobe After Effects nha. Đây là một cái hiệu ứng rất hay để mình chú thích những cái như là cái thông số như là diện tích này, giá cả nè. Đấy, mình chú thích kích thước rồi đấy. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này của mình nha. Về cái cách thức video này á, thì mình đã làm ở video trước đó trên kênh của mình rồi. Các bạn hãy theo dõi kênh của mình để xem nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này.